Chào năm mới 2024, xin kính chào quý vị và các bạn. Khép lại năm cũ 2023 với nhiều khó khăn thách thức, chúng ta đã bước sang một năm mới với rất nhiều dự định, kế hoạch mới và hy vọng mới. Chúng ta cùng chào đón năm mới cùng với nhau với những ước vọng một năm mới bình an, kinh tế phục hồi và phát triển, cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Và mở đầu chương trình thời sự tối đầu tiên trong ngày đầu năm mới 2024, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị lời chúc mừng năm mới của đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một mùa xuân mới lại đến và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng đang dần về trên quê hương đất nước chúng ta. Trong thời khắc hết sức thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng người Huế xa quê lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong bối cảnh đó, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,03%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Chúng ta đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhiều dự án công trình trọng điểm được đầu tư và đưa vào sử dụng hiệu quả. Diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Các chỉ số về quản trị và môi trường đầu tư của tỉnh đều thuộc nhóm đầu trên cả nước. Những kết quả đạt được rất đáng phấn khởi và tự hào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, chúc mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, doanh nghiệp đã hết sức trách nhiệm, chung sức đồng lòng, vượt qua biết bao khó khăn, tạo nên những thành công trong năm qua. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân tỉnh nhà, xuân Giáp Thìn năm 2024 mang theo những điều tốt đẹp về tương lai tươi sáng của quê hương đất nước. Năm 2024 cũng là năm quyết định sự thành công thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, Thừa Thiên Huế sẽ ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn để hoàn thành nhiệm vụ nghị quyết số 54 và nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra. Một mùa xuân nữa lại về, không khí chào đón năm mới đang hòa vào niềm vui sum họp của mọi gia đình. Nhân dịp Tết đến xuân sang, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng người Huế xa quê đón một năm mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng năm mới! Quý vị vừa theo dõi phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương. Và chương trình thời sự tối đầu tiên trong năm mới 2024 sẽ được tiếp tục với những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Tại Ngọ Môn Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2024 với nhiều hoạt động lễ hội phong phú. Du khách và người dân đón chào năm mới bằng một bữa đại nhạc tiệc với chương trình âm nhạc đặc sắc và sôi động, cùng hòa mình cùng chương trình đếm ngược Huế Cao Đao 2024. Hệ thống các di tích khu lưu niệm Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh được xây dựng là địa chỉ đỏ để trực tiếp tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế về người học trò ưu tú xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sáng đầu tiên của năm 2024, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2024. Theo đó, các hoạt động của Festival Huế 2024 gắn với định hướng của Festival Bốn Mùa cùng với chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh, quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng, du lịch tâm linh để thu hút du khách, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, xứng tâm với danh xưng thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Sau lễ công bố sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức, đặc biệt mở đầu cho ngày đầu tiên trong năm mới là lễ ban sóc triều nguyện đã được Trung tâm Bảo tồn di tích của đô Huế tái hiện, đưa vào phục vụ khách du lịch và quảng bá hình ảnh văn hóa Huế. Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban ngành, đơn vị.
Đặc biệt, sự kiện năm nay được Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế trực tiếp và được tiếp sóng trực tiếp trên gần 30 đài phát thanh và truyền hình trong cả nước. Là năm thứ ba thực hiện festival theo định hướng bốn mùa, Festival Huế 2024 sẽ tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống. Đồng thời, từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch định kỳ, để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. 2024 được tỉnh xác định là một năm rất là quan trọng, nên Ban tổ chức Festival Huế 2024 đã quyết định để tạo thêm nhiều cái điểm nhấn với nhiều hoạt động quy mô sẽ trải dài trong từ đầu năm cho đến cuối năm, tiếp tục hy vọng tạo những cái điểm nhấn rất là quan trọng, tiếp tục phát huy cái thương hiệu Festival Huế để chúng ta có thể thực hiện được cái đề án xây dựng Huế trở thành một thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, cũng như thực hiện được cái việc tạo nền tảng để chúng ta đưa Huế trở thành một thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa Huế trong thời gian tới. Festival Huế 2024 được mở đầu với lễ hội sân khấu hóa tại hiện lễ Bang Sóc Triều Nguyện và kết thúc với chương trình cao đao ngày 31 tháng 12. Với điểm nhấn là tuần lễ Festival 2024 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 6. Trong tuần lễ trọng điểm này sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động Festival nghệ thuật chất lượng cao, quy tụ các nghệ sĩ của Huế, các vùng văn hóa Việt Nam và các đoàn nghệ thuật đặc sắc quốc tế. Cùng với tuần lễ điểm nhấn này, lễ hội mùa xuân, xuân cổ đô trải dài suốt 3 tháng đầu năm, bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù. Cụ thể là các hoạt động Tết cung đình, dân gian với những tập tục đón Tết, các không gian văn hóa Tết, hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của kinh đô Huế xưa kết hợp kỷ niệm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế. Lễ hội mùa hạ, kinh thành tỏa sáng với điểm nhấn là tuần lễ Festival Huế 2024 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Lễ hội mùa thu từ tháng 7 đến tháng 9 với các hoạt động vui Tết Trung Thu như Hội Đèn Lồng Quốc tế Huế kết hợp các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng. 3 tháng cuối năm là lễ hội mùa đông với một số lượng hoạt động lễ hội mới tạo không khí sôi động, ấm áp với các loại hình vui chơi giải trí cho người dân và du khách thưởng ngoạn. Trong đó có tuần lễ âm nhạc và chương trình cao đao. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động công bố chương trình Festival Huế 2024, trong ngày đầu của năm mới chào đón xuân Giáp Thìn sắp đến tại sân bay quốc tế Phú Bài, những du khách đầu tiên đã đến Huế bằng đường hàng không đã được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Sở Du lịch tiếp đón bằng những bó hoa tươi thắm và với một tinh thần mến khách của vùng đất cổ đô. Hy vọng đây sẽ là tín hiệu khởi đầu mới tốt lành, tạo cú hích cho ngành du lịch tỉnh trong năm mới 2024. Đúng vào lúc 9 giờ 15 phút, 200 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế đặt chân xuống cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Nhóm hành khách đầu tiên cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng của chuyến bay được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành trao hoa và tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chào mừng và nhận những lời chúc năm mới. Huế khiến tôi cảm thấy tuyệt vời. Người dân rất thân thiện và hiếu khách. Đây là vùng đất có nhiều cảnh đẹp và rất vui khi được tới đây. Tôi chúc tất cả mọi người năm mới 2024 vui vẻ, nhiều sức khỏe và may mắn. Tôi có người thân ở Việt Nam và được giới thiệu nên ghé thăm Huế nhân dịp năm mới. Lần đầu tiên đến Huế nên tôi rất hào hức khám phá trong những ngày lưu trú tại đây. Năm 2024 là một năm rất là quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Một năm mà chúng ta phải tạo những cái kết quả rất là vượt bậc để tạo tiền đề để chúng ta thực hiện tốt cái đề án đưa Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương. Và trong đó vai trò của ngành du lịch dịch vụ là rất là quan trọng. Trong năm 2024 thì chúng tôi đã chỉ đạo Sở Du lịch cùng các sở ban ngành liên quan để ban hành các cái kế hoạch nhiệm vụ để ngay từ đầu năm chúng ta triển khai các cái nhóm nhiệm vụ quan trọng. Năm 2023 vừa qua, Thừa Thiên Huế đón 3,2 triệu lượt khách, trong đó đáng chú ý là lượng khách quốc tế tăng mạnh với 1,2 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 6.600 tỷ đồng. Top 10 thị trường khách đến Huế trong năm 2023 là Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, Malaysia, Pháp, Anh, Úc, Đức,
Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60 đến 70%, tổng thu từ du lịch khoảng từ 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Năm tới thì huyện kỳ vọng là tỉnh Thừa Thiên Huế trên tiến trình trở thành thành phố trực thuộc trung ương sẽ có những sự quan tâm và đầu tư, và đồng thời thì tỉnh cũng đã chỉ đạo cho ngành du lịch phối hợp với các ngành khác để triển khai kế hoạch phát triển du lịch với nhiều hình thức sản phẩm và các chương trình kích cầu và những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa khách đến Thừa Thiên Huế. Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2024, ngành du lịch của tỉnh triển khai phát triển các loại hình du lịch với sản phẩm đa dạng, đặc trưng, khác biệt, đẳng cấp, bao gồm văn hóa di sản, sinh thái, biển, đầm phá, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, tâm linh, ẩm thực gắn với hoạt động nông nghiệp và sản phẩm OCOP, hội nghị hội thảo, trong đó du lịch văn hóa di sản là chủ đạo. Thưa quý vị và các bạn, trời như chiều lòng người, thời tiết tối qua tại thành phố Huế rất thuận lợi. Hàng chục ngàn du khách và người dân cùng nhau chia tay năm cũ 2023, hào hức chào đón năm mới 2024 bằng một bữa đại nhạc tiệc với những chương trình âm nhạc đặc sắc, sôi động và cùng hòa mình với chương trình đếm ngược Huế Countdown 2024 tại sân khấu ngoài trời giao lộ ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình với sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi trong làng âm nhạc Việt. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật. Sôi động, bùng nổ, đó là không khí của đêm nhạc Huế Countdown 2024. Là chương trình âm nhạc được chờ đợi trong năm nên ngay từ sớm, khu vực ngã 6 Hùng Vương đã đông nghịt người. Ai cũng mong muốn tìm được một vị trí thuận lợi để đắm chìm trong không gian của âm nhạc và ánh sáng. Năm nay, chương trình tiếp tục được tổ chức dưới hình thức đài nhạc hội kết hợp EDM chào đón năm mới, gồm hai phần chính là Sắc Màu Festival Huế Thành phố Festival và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024. Với sân khấu được thiết kế hoành tráng mang đậm dấu ấn văn hóa Huế kết hợp với phong cách hiện đại đã mang đến những phần trình diễn mãn nhãn cho người xem. Hôm nay là em tới rất sớm để được chọn một vị trí đẹp rồi ngồi đứng đợi cùng cổ vũ cùng mọi người để được gặp anh ca sĩ Xuân Đình Cai Quái. Đây là không khí cao đang năm nay rất là phấn khởi và em đã đến đây từ lúc 6 giờ để dành cho mình một vị trí rất là đẹp ở khu cao đao. Và năm nay với tầm khoảng 10.000 đến 20.000 khán giả đang đón chờ thì em nghĩ là chương trình vô cùng hết sức là phấn khích và là rất là nóng luôn ạ. Ở phần nghệ thuật chào năm mới 2024 với sự góp mặt của cả ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như Hiểu Thứ Hai, Oren, Xuân Đình KY, Phương Ly Idol đã mang đến một không khí cực kỳ sôi động và bùng cháy xuyên suốt chương trình. Mọi người cùng cất cao tiếng hát và hòa mình cùng điệu nhạc đã mang đến một hình ảnh Huế sôi động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết để chào đón năm mới 2024. Hiện tại em cảm thấy rất là vui và phấn khởi để chào đón khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới và em rất hạnh phúc. Em xin chúc mọi người chuẩn bị bước sang một năm mới thật là thành công và hạnh phúc. Hôm nay là hình như là lần thứ ba thứ tư gì em tới với Huế và là cũng là lần đầu tiên em được diễn ở một cái sự kiện ngoài trời mà đông tới mức này và rất là nhiều khán giả. Cảm giác thật sự là rất là hạnh phúc và cảm giác là rất là biết ơn khi mà được đón năm mới ở đây. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều hạnh phúc để mà có thể đón một cái năm mới thật là bình an. Và mình cũng xin chúc là thành phố Huế sẽ sớm trở thành một thành phố trực thuộc trung ương. Đây là một cái chương trình để chúng ta khép lại năm 2023 và sẵn sàng đón chào năm mới 2024 với nhiều cái chương trình mục tiêu mà chúng ta phải thực hiện. Ủy ban nhân dân phố cũng đã cố gắng nỗ lực để tạo ra một cái không khí thật vui tươi trong năm mới và cầu mong cho mọi nhà, mọi người có được sự bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong năm 2024. Cùng với thời khắc điểm ngược chuyển giao giữa năm cũ và năm mới,
hơn 20.000 người dân đã cùng nhau đón chào năm mới 2024 với thật nhiều ước nguyện gửi gắm trong những màn pháo hoa rực rỡ, đầy sắc màu. Gạt lại những khó khăn của năm cũ, trong không khí rộn ràng, hào hức, mọi người đều ước vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, được Bác Hồ đặt tên và là một trong những học trò xuất sắc của Người, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị tướng du kích, Đại tướng nông dân luôn sáng ngời nhân cách, đức độ và tài năng. Những công hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhằm tri ân những công lao cống hiến của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam và quân đội, hệ thống các di tích lưu niệm bảo tàng Nguyễn Chí Thanh được xây dựng là địa chỉ đỏ để trực tiếp tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế về người học trò ưu tú xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 1914, ngày 1 tháng 1 2024, mời quý vị và các bạn cùng đến với địa chỉ đỏ trên địa bàn. Mất đất chưa phải là mất nước. Chúng ta cần tranh thủ từng thôn, từng người dân. Chúng ta không để mất dân, chết không rời cơ sở. Chúng ta nhất định thắng. Đây chính là nơi diễn ra hội nghị Nam Dương vào tháng 3 năm 1947 với câu nói bất hủ này của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Nguyễn Chí Thanh. Lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quê hương vào những thời điểm cam go nhất, bị địch đàn áp tàn khốc. Người lãnh đạo chỉ huy năm xưa đã mưu lược với tư duy chiến lược mới, phát triển chiến tranh du kích trong lòng địch tạm chiến, vận dụng sáng tạo tư tưởng xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân để khôi phục và phát triển phong trào kháng chiến, giành những thắng lợi quan trọng trên chiến trường. Cũng chính vì vậy, ông được xem là linh hồn của cuộc kháng chiến Bình Trị Thiên. Thì qua các ngày lễ lớn, thì các đơn vị trường học cũng như là lực lượng xã đoàn là thường xuyên đến các địa điểm di tích hội nghị để làm vệ sinh trong cây xanh, dâng hương, dâng hoa. Bên cạnh đó thì giáo dục cho các thế hệ trẻ, các em học sinh hiểu rõ hơn về cái nguồn gốc truyền thống, về các cái sự kiện thành lập hội nghị, và qua đó thì cũng đã tạo được cho các em về cái nhận thức sâu sắc trong cái giá trị về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Nếu như di tích hội nghị Nam Dương là một lá cắt gắn với một sự kiện lịch sử, thì đến với cụm di tích khu lưu niệm tại thôn Liêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, thế hệ trẻ hôm nay được tìm hiểu một cách trọn vẹn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến xuất sắc của ông cho quê hương đất nước. Từ ngôi nhà, góc sân, giếng nước, lưu dấu tuổi thơ và những năm tháng đầu tiên giác ngộ cách mạng của chàng thanh niên Nguyễn Vịnh, đến không gian nhà trưng bày bổ sung di tích với hơn 200 tư liệu, hiện vật. Tất cả giúp người xem có cái nhìn khá toàn diện về vị lãnh đạo văn võ song toàn, một danh tướng tài ba đức độ với lối sống trong sáng, giản dị. Cùng với việc trùng tu tôn tạo, đơn vị quản lý cũng chủ trọng làm tốt việc phát huy giá trị của khu lưu niệm trong giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua quá trình và siêu tầm những tranh ảnh này thì đã giúp cho trung tâm làm tốt công tác là tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đối với là thế hệ trẻ, trong đó chú trọng là đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là chú trọng giáo dục truyền thống cho các bậc học. Và đây là một cái địa chỉ đỏ để cho các đảng bộ, các chi bộ và các hội viên, các đoàn viên đến để sinh hoạt chuyên đề, để nâng cao cái giá trị đạo đức cách mạng, đặc biệt là nắm về cái quá trình hoạt động của đại tướng. Đi vào hoạt động đầu tháng 7 năm 2022, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Huế ra đời là tâm huyết, tình cảm của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và quê hương Thừa Thiên Huế dành cho ông. Với gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu, văn bản gốc, giới thiệu tổng thể về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như những đóng góp quan trọng của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là địa chỉ để người dân, du khách đến tham quan, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân những công lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhiều hoạt động để lan tỏa tinh thần, ý chí cách mạng của người cộng sản kiên trung, niềm tự hào về người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế cũng được bảo tàng phối hợp triển khai. Thì ngoài công việc tức là trưng bày triển lãm cố định bỏ hẹp trong cái không gian này,
thì chúng tôi phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức trưng bày triển lãm và cuộc thi lưu động tại xã Quảng Thọ, quê hương của Đại tướng, trong cái dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cái cuộc thi về thân tìm hiểu về thân thế cuộc đời hoạt động của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên thi trắc nghiệm trên Internet. Hay tin Đại tướng ra đi đột ngột vào ngày 6 tháng 7 năm 1967, nhà thơ Tổ Hữu nghẹn ngào viết: "Ôi sống như anh, sống tròn đời, sáng trong như ngọc, một con người. Sống tròn vẹn với tài năng, đức độ. Cuộc đời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương mẫu mực của một người cộng sản kiên trung, nhà chính trị quân sự tài ba, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Lan tỏa tinh thần ấy, giá trị ấy cũng là cách để thế hệ hôm nay tưởng nhớ tri ân vị đại tướng của dân tộc, sống mãi trong lòng nhân dân." Chuyển qua những tin tức về kinh tế, tính đến nay, trên địa bàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 172 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 112.790 tỷ đồng, trong đó có 44 dự án vốn đầu tư FDI với vốn đầu tư đăng ký là 71.701 tỷ đồng. Năm 2023, vốn đầu tư của các dự án ước đạt khoảng 39.326 tỷ đồng, đạt 34,8% tổng vốn đăng ký đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Trong năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt 35.000 tỷ đồng. Theo đánh giá, hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp chưa đồng bộ, thiếu hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu kinh tế, khu công nghiệp như khu công nghiệp Phú Bài đạt 29,6%, trong đó khu công nghiệp Phú Bài 1 và 2 có tỷ lệ lấp đầy là 99%, khu công nghiệp Phong Điền đạt 32,2%, khu công nghiệp La Sơn đạt 29,3%, khu công nghiệp Phú Đa đạt 22,1%, khu công nghiệp Tử Hai giai đoạn 1 đạt 37,8%. Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung 3 cụm công nghiệp vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh. Trong đó, tỉnh đã chấp thuận cho một nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Điền Lộc. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 9 cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí khoảng hơn 152 tỷ đồng. Trong đó có 7 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được 140 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.118 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng hơn 103 hectare. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là 55%, giải quyết việc làm cho khoảng 8.401 lao động. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, dự ước đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 69.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng đạt 79.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2022. Nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức 1.638 tỷ đồng, tỷ lệ xấu ở mức 2,17%, cao hơn mức tỷ lệ 0,72% vào thời điểm cuối năm 2022. Hiện nay, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh từ 0,2 đến 0,4% một năm so với biểu niêm yết trước đó, đưa mức huy động một tháng xuống thấp nhất chỉ còn 2,2% một năm. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng giảm mạnh từ 3% một năm xuống còn 2,6% một năm. Còn đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giảm từ 3,3% một năm xuống còn 3% một năm. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng giảm từ 4,3% một năm xuống còn 4%. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối đầu tiên trong ngày đầu năm mới 2024. Kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.